Ok, và giống như tiêu đề video thì đây chính là video hướng dẫn sô kẹt K10 cùng với lại chiếc mic AT100. Thì có thể nói chiếc sô kẹt K10 là một cái chiếc sô kẹt quốc dân, có rất là nhiều anh chị đã từng biết đến nó cũng như là đã từng sử dụng nó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết lại cái cách để chúng ta kết nối nhanh cái chiếc sô kẹt này, cũng như là mẹo để cho mọi người có thể chỉnh cái thông số chuẩn của cái chiếc sô kẹt K10 để chúng ta có thể thu âm như là livestream trên cái chiếc sô kẹt này nha. Rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi nào. Và đây là tất cả sản phẩm mà mọi người khi khui ra nó sẽ có được một cái chiếc micro AT100 và nhân vật chính K10 ở đây. Còn chân kẹp, màng lọc cũng như là chân đỡ điện thoại thì Lâm Phát sẽ hướng dẫn trong video lần sau. Rồi, bây giờ mọi người sẽ cùng cầm cái dây nguồn lên. Một cái đầu USB và một đầu cổng dạng như thế này. Không biết cổng này là cổng gì luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm lên chiếc sô kẹt ha. Ở trên phía trên của chiếc sô kẹt nó sẽ có một cái cổng màu trắng, nó tương ứng với lại cái đầu dây này. Chúng ta sẽ cắm vào. Phần còn lại thì để cấp được nguồn cho cái chiếc sô kẹt K10, chúng ta có thể sử dụng sạc dự phòng nè, cốc sạc điện thoại nè, hoặc thậm chí mọi người có thể sử dụng nguồn từ laptop hoặc máy tính. Trong trường hợp này, Lâm Phát sẽ sử dụng cái chiếc laptop ở đây để kết nối lấy nguồn. Chúng ta sẽ cắm vào cổng USB. Và khi chúng ta cắm xong thì đèn của chiếc sô kẹt K10 nó sẽ sáng lên. Như thế là chiếc sô kẹt đã hoạt động. Tiếp theo mọi người sẽ cầm một dây micro của AT100. Và đây là micro AT100 chính hãng nha mọi người. Hiện tại thì trên thị trường nó cũng có rất là nhiều micro AT100 nhái. Đầu còn lại thì mọi người sẽ cắm vào cổng micro số 1 ở đây. Ngoài ra thì ở trên cái chiếc sô kẹt K10 nó sẽ có thêm một cái cổng micro số 2, đó chính là cổng micro 6 ly. Thì cổng này mọi người có thể dùng để cắm đàn guitar cũng được nè, các loại nhạc cụ, thậm chí chúng ta có thể cắm những cái cổng micro 6 ly để chúng ta có thể song ca. Tiếp theo thì nó sẽ có một cái sợi dây livestream, chúng ta sẽ cắm vào cái đầu nhiều chân này, chúng ta sẽ cắm kế bên dây nguồn. Cái cổng còn lại của chiếc sô kẹt K10 thì cổng này thường chúng ta có thể cắm dây tai nghe. Và Lâm Phát cũng khuyên mọi người sẽ cắm tai nghe ở trên cái chiếc sô kẹt K10 luôn để cho chất lượng âm thanh tốt nhất. Còn đầu còn lại của dây line chúng ta sẽ cắm vào điện thoại ha. Tùy theo loại điện thoại thì chúng ta sẽ sử dụng thêm dắt chuyển hoặc là không sử dụng thêm dắt chuyển. Trong trường hợp xài iPhone thì chúng ta cần có thêm một cái dắt nhỏ như thế này để chuyển nó về. Đây, chúng ta sẽ cắm vào điện thoại iPhone. Tiếp theo sẽ đến dây này, chính là dây lấy nhạc cho điện thoại truyền qua chiếc sô kẹt K10. Trong trường hợp chúng ta sử dụng máy tính rồi thì chúng ta không cần cắm. Còn nếu những ai muốn cắm và lấy nhạc bằng điện thoại á thì chúng ta sẽ cắm kế bên cái dây nguồn này. Ở kế bên dây nguồn nó sẽ có một cái cổng 3.5, chúng ta sẽ cắm vào đây và cắm vào điện thoại. Tiếp theo đó chúng ta sẽ mở nhạc ở trên điện thoại thì nó sẽ truyền âm thanh qua chiếc sô kẹt K10 để chúng ta hát. Chúng ta cần có thêm một cái chiếc tai nghe để chúng ta kiểm âm cũng như là nghe cái giọng hát của chúng ta để chúng ta có thể dễ dàng hát. Và không thể thiếu đó chính là một cái chiếc tai nghe như thế này, để chúng ta có thể nghe và chúng ta hát được. Chúng ta sẽ cắm vào cái cổng tai nghe ở đây. Nó sẽ có hai cổng tai nghe, mọi người có thể cắm một bên hoặc hai bên hai tai nghe tùy thích. Và bây giờ Lâm Phát sẽ dùng cái dây này cắm vào điện thoại, sau đó cho mọi người nghe âm thanh và hướng dẫn mọi người chỉnh cái chiếc sô kẹt K10 này luôn. Ok, và bây giờ chắc hẳn mọi người đã nghe được cái âm thanh truyền từ chiếc sô kẹt K10 qua cái chiếc điện thoại đang cắm dây lai ở đây. Thì cách điều chỉnh cái chiếc sô kẹt K10 này cũng khá là đơn giản, chỉ có mấy nút thôi. Ở bên trái này nó sẽ có 3 nút, đó chính là chỉnh bass nè, chỉnh treble và chỉnh volume mid. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chỉnh cái âm lượng bass. Thì thường đối với lại dòng mid Pro AT100 hoặc là những cái dòng mid Pro khác như mid Pro BM900 hoặc là TH2068 á, thì chúng ta sẽ đợi bass tầm khoảng độ 1 đến 2 giờ. Còn phần treble thì chúng ta sẽ đợi từ 1 đến 2 giờ luôn ha mọi người. Thì trong trường hợp này Lâm Phát đang đợi bass là 2 giờ, treble 1 giờ, và micro đang đợi hướng 3 giờ. Thì mọi người đang nghe được âm thanh như thế. Micro mình sẽ hát ở cái mặt có chữ AT100 ha, đây. Và cách miệng tầm khoảng độ từ nửa gan cho đến 1 gan tay là vừa. 3 cái nút bên trái còn lại chính là nút trên cùng sẽ là red volume, thì sẽ điều chỉnh âm lượng livestream, âm lượng thu. Ở nút ở giữa là sẽ điều chỉnh âm lượng nhạc, thì lúc đó chúng ta mới điều chỉnh được. Cái nút ở giữa chính là cái nút điều chỉnh âm lượng nhạc. Nhưng đối với lại những khách hàng nào lấy nhạc từ máy tính thì chúng ta mới điều chỉnh được cái nút này ha. Còn cái nút dưới cùng sẽ là điều chỉnh âm lượng tai nghe, chúng ta muốn nghe lớn hay bé thì chúng ta điều chỉnh ở dưới. Rồi, đó là cơ bản về 3 cái nút bên đây. Và theo kinh nghiệm thì 3 nút này chúng ta sẽ đợi lớn hết cỡ nha mọi người. Đợi lớn hết cỡ. Đấy. Và như thế là chúng ta đã điều chỉnh được phần âm lượng đầu vào cũng như là âm lượng đầu ra. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến phần hiệu ứng ở trên cái chiếc sô kẹt K10 này.
thì thường mọi người sẽ nghe nói là 16 hiệu ứng vang ở trên chiếc Soka K10 và 4 chế độ tiếng. Thì 4 chế độ tiếng đó chúng ta sẽ điều chỉnh ở cái nút bên trái đây, bên trái ha mọi người. 4 nút này, 4 cái chế độ này thì chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cái nút vuông bên trái ha. Nút vuông bên trái thì nó sẽ có là nhạc nè, chat nè, sin, MC. Thì thường chúng ta hát, chúng ta sẽ đợi chế độ đó là sin, blue, màu xanh dương. Chúng ta sẽ bấm ở đây nè, nó sẽ thay đổi ha. Màu đỏ là sẽ bị sẽ chỉ còn là giọng nói thôi nè, nhạc nó sẽ tự động tắt ha. Màu trắng vừa rồi á là cái chế độ tắt mic ha, nó chỉ nghe nhạc thôi, không có nghe micro. Còn ở màu xanh lá này thì nó sẽ chỉ nghe cái giọng mộc thôi, không có nghe cái hiệu ứng vang hay echo gì nữa hết. Rồi muốn hát chuyển qua màu xanh dương thì ở đây nó mới có hiệu ứng ha. Ở chế độ màu xanh dương này thì mọi người bắt đầu mọi người sẽ bấm cái nút ở bên phải này thì nó sẽ cho chúng ta thay đổi hiệu ứng vang. Mỗi lần chúng ta bấm nó sẽ thay đổi một cái chế độ vang và nó có tổng cộng là 16 chế độ vang đó. Thì chúng ta sẽ lựa chọn những ai muốn điều chỉnh âm thanh vang mà nó nâng cao hơn thì chúng ta có thể kết nối với máy tính hoặc là nhờ đội ngũ kỹ thuật bên Lavac có thể điều chỉnh sẵn cho mọi người ha. Chúng ta kết nối máy tính chúng ta sẽ điều chỉnh được âm thanh vang chuyên sâu hơn, chúng ta sẽ tăng giảm được cái hiệu ứng vang cho nó. Bây giờ Lavac sẽ thử thay đổi cho mọi người nghe thử ha. Alo, 1 2 3 4 5 6 5 6. Đấy, khi chúng ta sẽ thay đổi cái nút này đồng thời hiệu ứng cũng thay đổi luôn. Alo, 1 2 5 6. Thì mọi người có thể bấm lần được trong 16 chế độ, mọi người sẽ lựa chọn ra một cái chế độ phù hợp nhất trong cái việc chúng ta giải trí ha. Chúng ta có thể lựa chọn cho nó phù hợp với lại nhu cầu của mình. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể đến địa chỉ đó chính là 10-14 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta trải nghiệm thiết bị hát live nè, thiết bị thu âm nè. Ngoài ra thì mọi người có thể đến địa chỉ số 37 đường số 2, phường Vườn Thọ, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta có thể trải nghiệm những âm thanh karaoke gia đình lo kéo. Ok, và vừa rồi thì Long Phát cùng với tất cả mọi người chúng ta đã cùng đi lắp đặt cái chiếc sô kẹt K10 và hiệu chỉnh nhanh cái chiếc sô kẹt đó. Và mọi người xem làm theo, có những gì thắc mắc mọi người có thể comment ở bên dưới để Long Phát cùng với tất cả mọi người cũng như là tất cả nhân viên có thể là hỗ trợ support cho các anh chị nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần sau.